TCM Motorway HT Vlog được gửi lời chào thân thương nhất đến các bác nha. Thì hôm nay em lại tiếp tục đến với Yamaha 65 quận 12, chỉ 117A đường Lê Văn Khương, Phật Thành quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em search Google Minh Long quận 12 không ra thì anh em có thể search nhà máy bia hoặc là cầu vượt Tân Thế Hiệp ha. Yamaha Minh Long của em thì nằm trên trục đường Lê Văn Khương nha. Hiện tại thì tháng 1 này cũng như là sắp tới là tháng 2 có rất là nhiều chương trình. Đây quay sơ sơ cho anh em coi nha. Thì bây giờ em sẽ vô trong đây để cập nhật giá cũng như là chương trình một dòng xe mà theo như em là mấy chị rất là thích. Đây anh em ơi, hiện tại thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021, tính ra là qua Tết luôn nha, thì khi anh em mua xe Yamaha tại Yamaha Minh Long quận 12, địa chỉ 117A đường Lê Văn Khương, Phật Thành quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, anh em sẽ được tặng tiền và đặc biệt có cơ hội trúng 300 chiếc xe Figo phiên bản tiêu chuẩn. Quá là tuyệt vời luôn phải không? Quá là tuyệt vời luôn. Xuân đã đến rồi, chiều giấc ngàn hôn hóa xuống đời. Nhìn thấy xuân là mấy sắp có tiền rồi đúng không? Đã có tiền thưởng Tết rồi thì mình mua xe thôi nào. Các chị thì có thể mua Genus nè, Latte hoặc là Rende được giảm 2 triệu. Các anh thì có thể mua Exciter 150 giảm 5 triệu hoặc là Figo giảm 7 triệu cho phiên bản S và phiên bản tiêu chuẩn là 5 triệu. Và đặc biệt thì còn có cơ hội quay số trúng thưởng, trúng tới 300 chiếc xe Figo. Trúng là có thiệt nha. Thì hôm nay em sẽ đến đây để cập nhật giá dòng xe gì đây mấy chị ơi. Hiện tại thì bên Yamaha em phân phối ngoài Yamaha Rende thì còn có Latte nè, Zenith. Cho các chị chơi Tết nha. Thì thôi hôm nay em sẽ cập nhật giá xe Genus mới nhất cuối tháng 1 và tháng 2 cho mấy chị nha. Quá là tuyệt vời luôn. Mấy chị đến đây mua xe thì ngoài việc được giảm 2 triệu còn cơ hội quay số trúng 300 chiếc xe Figo nhân đôi niềm vui. Bên cạnh đó thì còn được tặng 4 món quà từ cửa hàng và đặc biệt là tặng em luôn nếu mấy chị thích nha. Hiện tại thì bên em sẽ có 3 bản Genus để mấy chị lựa chọn. Đầu tiên là phiên bản tiêu chuẩn. Phiên bản tiêu chuẩn thì nhìn là mấy chị có thể biết liền được, đúng không? Cũng như là chai đẹp và chai xấu thì mình nhìn là mình biết thằng nào đẹp thằng nào xấu thôi. Còn Genus cũng vậy luôn. Đây, Genus phiên bản tiêu chuẩn là phiên bản thấp nhất nha. Thì nó sẽ sử dụng chìa khóa cơ. Đây chị mấy chị ơi, chìa khóa này thì mấy chị mở riết thì cái cơ tay của mình nó sẽ nở ra. Đó, thêm một cái là phiên bản tiêu chuẩn thì nó sẽ không có chế độ dừng 3 giây. Đó là xem xe khi mà mình dừng để xe đèn đỏ thì máy sẽ nổ liên tục luôn. Hiện tại thì phiên bản tiêu chuẩn bên em báo giá luôn nha, 28 triệu 600. 28 triệu 600, 28 triệu 600. Giá này là giá gì đây? Giá đã có phí VAT thì anh em có thể tự làm biện nha. Giá trên em báo là giá chưa có giảm 2 triệu nha mấy chị, chưa có giảm 2 triệu. Hiện tại thì phiên bản tiêu chuẩn sẽ có màu đỏ đây, màu đỏ đây mấy chị ơi, màu đỏ là màu đỏ bóng nha. Màu đỏ, màu trắng, màu xám giống màu này nè, đó. Và màu đen. Tiếp theo là phiên bản đặc biệt. Phiên bản đặc biệt thì nó như thế nào? Phiên bản đặc biệt này thì nó hơn phiên bản tiêu chuẩn, đó chính là nó có chế độ dừng 3 giây. Đây, chế độ dừng 3 giây đây. Mấy chị khi mà chạy xe Genus này mà mình dừng đèn đỏ thì mình có thể dừng 3 giây, mình ngồi mình hút thuốc, mình ngồi mình uống nước hay là mình xông môi, xông miết gì đó, rất là tiện lợi nha. Bên cạnh đó thì còn có sử dụng chìa khóa Smart Key. Đó, bản cao cấp, bản đặc biệt á thì có chìa khóa Smart Key và chế độ dừng 3 giây. Lít thì chỉ có 1,87 lít trên 100 km thôi. Quá là tiết kiệm xăng luôn. Yamaha Genus được chứng nhận là dòng xe tiết kiệm xăng, tay ga tiết kiệm xăng nhất. Tiết kiệm nhiên liệu 50%, hoạt động bền bỉ, lướt đi nhẹ nhàng, vận hành êm ái. Đó. Phiên bản này thì hiện tại sẽ có 3 màu nha. Phiên bản đặc biệt sẽ có 3 màu, đó chính là màu xanh nhám nè, màu trắng và màu đỏ nhám. Màu đỏ nhám. Đây là màu trắng nha, gọi là màu
gọi là màu bạc, người ta này giống màu bạc quá ta, em hơi ngu về màu xíu. Ok, và cuối cùng là phiên bản giới hạn nha. Phiên bản giới hạn thì cũng giống phiên bản đặc biệt thôi, nó chỉ khác là khác cái tem thôi nha anh em. Phiên bản giới hạn sẽ có màu đỏ, màu trắng, màu xám và màu đen. Thì đây là con màu xám đây. Nhìn là anh em có thể phân biệt được phiên bản đặc biệt và phiên bản giới hạn, bởi vì phiên bản giới hạn nó sẽ có cái tem Limited Edition ở đây đó. Và ở dưới hông cũng có một cái tem Limited Edition luôn. Đây. Về chức năng thì phiên bản đặc biệt cũng như là phiên bản giới hạn thì đều có chìa khóa Smart Key kèm chế độ dừng 3 giây, 1.87 lít trên 100 km. Chỉ khác nhau cái tem thôi nha anh em. Ô quên, nãy giờ báo màu mà quên báo giá cho anh chị em. Thôi bây giờ em xin báo giá luôn nha. Đây là phiên bản tiêu chuẩn, giá hiện tại là 28.600.000. Tiếp theo là phiên bản đặc biệt, phiên bản đặc biệt giá là 32.000.000. Và cuối cùng là phiên bản giới hạn thì mắc hơn 500 là 32.500.000. Giá trên là giá đã có phí VAT. Anh chị em nào muốn biết giá chính xác sau khi ra biển cũng như là sau khi giảm giá là bao nhiêu thì comment số Zalo cho em ở dưới nha. Em sẽ rất là nhiệt tình, em sẽ tư vấn một cách nhiệt tình nhất cho anh chị. Ở đây ngoài có một nhân viên ngân hàng dễ thương như em thì còn rất là nhiều những con bóng, con bóng xà bang. Thì nói chung là hiện tại bây giờ có đầy đủ màu sắc cho mấy chị lựa chọn luôn. Bây giờ mình mua thì vẫn còn kịp để chơi Tết, vẫn còn kịp biển số để chơi Tết nha. Tất cả các dòng xe bản tiêu chuẩn, đặc biệt hay là giới hạn thì đều được bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km. Cái nào đến trước thì sẽ áp dụng trước cho mấy chị nha. Đây chương trình lì xì Tết đây. Dòng Zenith thì sẽ được lì xì là 2.000.000 kèm cơ hội quay số trúng thưởng. Nói chung là khi anh chị đến đây mua xe Yamaha Zenith, ngoài việc được gặp em Hoàng HD dễ thương và những bạn nhân viên bán hàng bóng xà bang thì mấy chị còn được giảm 2.000.000 tiền lì xì từ Yamaha. Bên cạnh đó còn cơ hội quay số trúng thưởng 300 chiếc xe Figo. Thứ ba là anh chị còn được tặng 4 món quà tại cửa hàng kèm thêm 1 lít xăng. Còn nếu mà anh chị mua trả góp thì đến đây kêu gặp thằng Hoàng HD, Hoàng HD nha. Anh chị trả trước trên 50%, em sẽ tặng anh chị một món quà, đó chính là cà vẹt gốc. Quá là tuyệt vời luôn đúng không? Mua trả góp thì đến đây kêu gặp Hoàng HD nha. Em là người sẽ trực tiếp làm hồ sơ và vậy đến đây là kêu gặp em nha. Gặp người khác mà làm hồ sơ là em biết là em cũng không làm được gì hết. Ôi mấy chị ơi, hai chị hãy sắm ngay cho mình một chiếc xe tuyệt vời đi nào, nhỏ gọn, dễ thương, nhẹ nhàng, tình cảm. Dòng xe này theo như em được biết thì trọng lượng của nó chỉ có 97kg thôi nha mấy chị. 97kg thôi nha. Những chị nào đã có chồng rồi thì những cái dòng xe này rất là nhẹ nhàng. Còn những chị nào mà chưa có chồng thì nó hơi nặng một chút xíu nhưng cũng không nặng bao nhiêu đâu. Mình tập, mình ginh, mình lăn lết lết nó đi, mai mốt mình lăn chồng mình là vừa ha. Đây, dòng xe này thì có 97kg thôi. Dung tích là 125, chính xác là 124.9 cm³ nha. Được sản xuất vào năm 2020. Đây là dòng xe sản xuất mới nhất mà. Ủa, năm nay năm 2021 rồi má ơi. Về cốp xe thì sao? Đây, cốp xe thì sẽ để được một cái nón bảo hiểm nha, một cái nón bảo hiểm để rất là nhiều đồ chơi. Mấy chị có thể giấu đồ chơi của chồng ở trong đây cũng được. Đi kèm theo là một cái khóa, một bộ đồ nghề. Đó, đây là cốp xăng, để xăng. Dòng xe này thì hơi bất tiện một chút xíu là mình phải xuống xe mình đổ xăng nha. Mình xuống xe mình đổ xăng, mà bù lại thì nó rất là tiết kiệm xăng. Những chị nào muốn tập cho cơ tay của mình săn chắc thì mua dòng bản tiêu chuẩn đó, có chìa khóa mình mở săn chắc. Còn những chị nào mà muốn bóp nhả thì mình mua bản đặc biệt cũng như là bản giới hạn thì mình sẽ được bóp nhả bởi những chiếc chìa khóa thông minh này. Ok, xin cảm ơn các chị đã đến với Yamaha Town Minh Long quận 12, địa chỉ 117A đường Lê Văn Khương, Phường Thành quận 12. Và cảm ơn các anh các chị đã coi clip của em. Các anh các chị có thắc mắc gì về dòng xe này thì cứ comment số Zalo cho em ở dưới nha. Em sẽ đợi Zalo của các anh các chị. Giá trên là giá tốt nhất của thành phố rồi đó, em đảm bảo luôn. Rất là tuyệt vời.
nhớ đừng quên like đăng ký kênh ủng hộ em trước khi mình ngừng coi video này nhé, để em có động lực hơn để em làm những video sau. Cảm ơn và tạm biệt.